Hay. Với hơn 20 triệu đồng, làm thế nào để sở hữu được một dàn karaoke phối ghép cực chuẩn? Hay. Mà lỡ mà con mua được những cái thiết bị tốt rồi thì làm sao để phối ghép tốt với nhau để nó có thể cho âm thanh chuẩn nhất hay nhất như những cái quán karaoke hay phối ghép? Hay. Đừng lo lắng gì cho vấn đề trên, thì nhà có dàn karaoke hay thiết bị UDA và loa được nhập khẩu từ Ý, hơi bị chất lượng đó nha. Dàn này không cần men hay âm ly và vẫn có thể hát nhạc cực cực khỏe. Nó chỉ cần nhờ chiếc loa được nhập khẩu từ Ý này có tên là Redfire 10. Chiếc loa này được tích hợp âm ly bên trong nên anh em chỉ cần kết hợp loa tới mixer là như là chúng ta đã kết hợp men mixer để có thể hát karaoke cực khỏe rồi. Loa này thiết kế khá là nhỏ gọn, sang trọng, được làm bằng nhựa nhưng rất là chắc chắn và rất là nhẹ nha anh em. Công suất cực đại của một loa lên tới 500W như anh em có thể thấy ở đây. Và loa này có đầy đủ cổng kết nối giúp anh em dễ dàng kết nối dễ dàng. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho anh em biết một chiếc mixer BF Audio K306N này. Với thiết kế cực kỳ hiện đại và sang trọng, các nút điều chỉnh dễ dàng. Ở trên này sẽ là Echo A, ở dưới này là Echo B, Reverb. Đây sẽ là cái giải tần của Music. Và dưới này sẽ là Mix. Và bên này sẽ là Effect tổng, Mix và Music. Và chiếc mixer này có thể xử lý âm thanh hay và tốt, và đặc biệt nó có thể cắt hú hoàn toàn giúp anh em có thể thoải mái hát ca. Ngoài ra chiếc mixer này có thể tự điều chỉnh bass, check hay là mix giúp tiếng ca ra loa rõ ràng và hay nhất. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu một sản phẩm cuối cùng siêu thần thánh, đó chính là chiếc Micro Navision Note 52. Thiết kế rất là hiện đại và sang trọng với một màu đen rất là bắt mắt, và chiếc micro này khả năng chống hú cực cao, cảm biến thông minh và chống va đập rơi vỡ